Mình ở cõi này dù mình có giàu, mình có đẹp, mình có đầy đủ phương tiện, giống như mình cuộc sống mình rất hạnh phúc luôn. Nhưng quý vị coi, chúng ta sống được mấy mươi năm đâu quý vị. Nếu nói về hưởng thụ thì chúng ta được mấy mươi năm đâu. Thì khi nhỏ sinh ra, khoảng thời gian còn nhỏ đó thì chúng ta chưa biết gì. Khi lớn lên là mười mấy, hai mươi tuổi thì chúng ta có bị chuẩn bị có chồng có vợ. Khi có chồng có vợ thì chúng ta lại ghép vào một gia đình và chuẩn bị lo cho sự nghiệp cuộc đời. Thì đến khi già rồi thì dù có sự nghiệp đi chăng nữa thì cũng đến tuổi già. Mà đến tuổi già rồi thì bệnh hoạn, bây giờ có tiền hay giàu sang thì cũng hưởng thụ gì đâu. Nên từ nơi đó mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngày chỉ mình đi về thế giới cực lạc. Vì cái quốc độ cực lạc mình không có già. Không già thì không bệnh, không chết. Nên cái chỗ hưởng thụ lớn nhất của loài người là ở thế giới cực lạc. Bây giờ mình ở đây, cả cuộc đời con người chúng ta cứ bận bịu mãi cho cái chuyện ba buổi cơm. Cứ bận bịu mãi cho cái chuyện ba buổi cơm. Quý vị coi, sáng mở mắt ra chuẩn bị buổi cơm sáng. Rồi chúng ta chuẩn bị buổi cơm trưa. Rồi chúng ta lay quay chuẩn bị buổi cơm chiều. Thí dụ như mình trên thành phố thì khi mình đi làm mình còn kêu đồ ăn mình ăn nha. Mà mình cũng phải làm. Rồi xong mình kêu đồ ăn hay hoặc mình đi lại tiệm quán mình ăn. Nhưng mà ở dưới quê là cứ đa phần là cứ lay quay cái chuyện ba buổi cơm. Cứ lay quay ba buổi cơm. Như trong chùa mình, trong nhà bếp là rõ ràng cứ lay quay mãi ba buổi cơm. Cứ sáng nấu chuẩn bị trưa, trưa chuẩn bị chiều, chiều chuẩn bị sáng. Cứ quanh năm suốt tháng y rang vậy luôn. Có nghĩa là chúng ta cứ bận mãi cho cái ba buổi cơm để nuôi cái thân giả. Nhưng ở thế giới cực lạc thì vô cùng đặc biệt là gì? Nếu nói về ăn thì muốn ăn là có ăn. Nếu nói về bận thì muốn bận thì có bận. Bây giờ quý vị coi ở đây, muốn ăn nấu ăn rồi rửa chén rửa bát. Ở khi rửa chén bát mà săn xí nhau cứ lộn chừng. Thấy chưa? Ở khi mà nấu đồ ăn mà ở khi mà nó cũng nóng nảy, nó bực bội, nó tức. Thấy chưa? Đó. Còn ở thế giới cực lạc thì muốn ăn là có đồ ăn. Mà ăn xong rồi cũng khỏi cần rửa chén. Thì coi quốc độ gì nó đặc biệt tí ghê. Đó. Bây giờ như đứa hỏi quý vị này, bây giờ mình mà ăn rồi mà không rửa chén chắc nghĩ cái chùa này không biết nó thành cái gì luôn. Mà không rửa chén thì chén đâu ăn. Nói quý vị coi. Nên từ nơi đó mà cái quốc độ cực lạc là cái gì cũng đặc biệt, nó mới nói là cực lạc. Nghĩa là cực lạc là một quốc độ cùng cực an lạc. Tại vì nó quá an lạc nó gọi là cực lạc. Thấy không? Không, quý vị có nhân duyên á, có thiện căn quý vị mới nghe cực lạc. Ừ, cái pháp này là pháp khó tin. Mà có những vị mà người ta tu hành đã chứng quả đó mà anh nghe nói cực lạc ta không tin. Chứ vị biết không phải cái pháp này đơn giản đâu. Pháp khó tin mà. Đức Thích Ca Mâu Ni người nói là pháp khó tin đó. Nhưng mà quý vị chịu nghe được, quý vị hoan hỷ, quý vị có lòng tin là không đơn giản. Đó. Nên những cái người mà ngồi ở đây mà nghe mà hoan hỷ mà tin nó nghe là cái thiện căn bị dày. Bây giờ tất cả người ngồi ở đây hay khắp nơi mà coi qua chương trình này trực tiếp hoặc là cái buổi giảng này, chừng nào đó có ai coi đó mà nghe gì rồi mà trong lòng nói ông thầy này ăn cơm dưới đất nói chuyện trên chờ. Hiểu không? Nó thì quý vị cái vẫn có những con người người ta nói vậy đó. Còn quý vị thấy cái việc này á, chúng ta lòng tin là bản thân mình có nguồn gốc. Vì tụng kinh A Di Đà coi có nguồn gốc mà. Tụng kinh Vô Lượng Thọ có nguồn gốc mà quý vị. Đúng không? Cái lòng tin tịnh độ của chúng ta có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà người ta thì người ta không có nhân duyên đó nên người ta nghĩ rằng là nói chuyện gì mơ hồ. Thấy không? Rồi có những người ta nói rằng bây giờ mấy ông mà mỗi ngày ở không nói chuyện kiểu này
Quý vị biết rằng là nói kiểu này mà nhiều người người ta có phương hướng đó, có niềm vui đó nghe, chứ không giỡn đâu. Cái người sống ở trong chùa mình á, mà mình vui vẻ, mình an lạc là do gì? Mình có con đường, có phương hướng đó quý vị. Chứ nếu như mỗi ngày mà sống ở đây mà không đi đâu, tối ngày không đi đâu hết trơn, mà không xài điện thoại, không có mua sắm gì hết. Những Đức nói quý vị biết á, nếu đi tu mà không hiểu thì giống như mình đi tù. Thấy chưa? Đi tu mà không hiểu thì giống mình đi tù luôn đó quý vị. Nên đi tu phải hiểu, hiểu rằng là con đường này mình đi nó vui, nó an lạc là do gì? Mình có cái tâm giải thoát đó. Nên cái quốc độ cực lạc á, mà cái người mình mà có nhân duyên đó, mình chỉ nghĩ tới cực lạc, mình chỉ nghĩ cái thích tới cực lạc thôi, là mình đã có niềm vui rồi. Mình đã thấy là mình mang cái thân giả tạm này, mình làm mình không thấy mệt rồi đó, làm nhiều mà cảm thấy không buồn rồi đó. Tại vì sao? Chỉ nghĩ đến cực lạc thôi mà nó đã có niềm vui gì, không chỉ là ở cực lạc đó. Nghĩa là cái âm hưởng á, cái âm hưởng của cái người mà nghĩ tới giới cực lạc thôi đó quý vị, mà họ vui dữ lắm đó. Chính bản thân những Đức nè, mỗi ngày những Đức làm bao nhiêu chuyện gì mà có gì mà hơi buồn buồn chút nha, là những Đức nghĩ cái việc mà mình tương lai mà được Phật A Di Đà rước về cực lạc, vừa nghĩ vậy thôi đó mà bản thân mình đã cảm thấy vui mà làm nó không mệt. Thí dụ như quý vị ngồi ở đây, quý vị nghe nói chuyện gì vì hơi nóng một chút đi, vì nghĩ tương lai mình ngồi ở cái quốc độ cực lạc mình nghe Phật A Di Đà giảng. Đúng không? Đó. Cái gì nó cũng phải có chịu khó quý vị. Chịu khó rồi nó mới gặp được cái điều đặc biệt chứ. Chứ đâu mà tự nhiên mình muốn nhảy cái mình về cực lạc mình không chịu khó. Thì bây giờ mình chịu khó ngồi đây, chúng ta học tập pháp môn tịnh độ, chúng ta tán thán tịnh độ, chúng ta tán thán pháp nguyện của Phật A Di Đà. Bây giờ mình ngồi mình nóng một chút xíu thì tương lai mình ngồi ở thế giới cực lạc không có nóng. Còn bây giờ mình không chịu nóng thì sao mình có cơ hội mình ngồi ở thế giới cực lạc, đúng quý vị? Không, mà nói thiệt quý vị biết chứ, nóng gì mà nó có những cái hình thức này nghe, nó làm cho mình cũng vui đó quý vị, làm vui và hưng khởi lên đó, không có giỡn đâu. Ông và quý vị ơi, mà thật sự mà nói nghe, phái nữ mà họ quý mến mình, họ cũng nghĩ ra nhiều cách đó, nghĩ nhiều trò cho mình đó. Này là mấy bà nghĩ không với ai, mấy bà nghĩ, mấy bà làm cái này làm cái kia cho mình, thấy chưa? Nên bởi vì mình nói thiệt chứ, người nữ mà họ mà thương rồi thì mình nói chứ cũng á, họ cũng lo cho ăn cho uống rồi, lo đồ đạc, họ ủi đồ cho đẹp ngon lành. Mà làm họ mà ghét cái rồi, quý vị cũng không còn miếng thịt trong xương. Không còn miếng thịt trong xương đó quý vị ơi. Thử đi. Bây giờ họ quý, họ thương vậy đó, nhưng mà lỡ làm cái gì mà họ mà không vừa lòng cái đi, rồi quý vị không còn miếng thịt trong xương. Kinh lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nên thôi kệ đi, mà sống mà gì là thấy mình cũng vui rồi. Nói quý vị coi á, ngồi ở đây nó nói chứ cũng hầm nóng lắm chứ giỡn đâu. Nhưng mà mình nghĩ ở thế giới cực lạc tương lai nè, quý vị ngồi mỗi người một cái bảo tọa, ngồi nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, chàng ô thấy chưa? Nghĩa là gọi là ngồi mà muốn ở trên cao thì trên cao, muốn giữa không chung thì giữa không chung, mà muốn ở dưới đất thì ở dưới đất. Quý vị nghĩ cái pháp hội đó thù thắng cỡ nào chưa? Hòa Thượng Tịnh Không thì nói quý vị nghe pháp ở đây 100 năm cũng không bằng nghe pháp ở thế giới cực lạc một tiếng đồng hồ. Nên ở cực lạc là nhất định mình phải về nghe quý vị, định phải về nghe không? Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Đúng rồi. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị, bây giờ trong chúng ta ở đây nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc, mà đã là nghĩ mình là người ở dưới thế giới cực lạc, quý vị bây giờ quý vị có hận ai để trong tâm không? Mình nghĩ mình là người ở thế giới cực lạc, mình hận ai? Rồi buồn ai mà buồn lâu không? Tại mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc quý vị,
Nên quý vị cứ thường nghĩ quý vị là người thế giới cực lạc thì cái tâm bao dung bị nó lớn à. Thật sự mình mà nghĩ mình ở cõi ta bà này là cái tâm mình không có bao dung đó. Chứ nếu mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc là tâm mình mở rộng ra liền, bao dung liền. Nó nên những đức nghĩ rằng á, bây giờ từ hôm nay mình tu hành, bây giờ mình khỏi cần quan trọng cái chuyện người ta có cảm ơn mình hay không cảm ơn mình, khỏi cần nói chỗ này đi. Chỉ cần người ta sống tốt là mình mừng giùm cho người ta. Hiểu không quý vị? Nghĩa là cuộc đời họ chỉ cần sống tốt đi là mình mừng giùm cho họ đi. Họ sống tốt, họ sống đặc biệt là mừng giùm cho họ. Chứ chúng ta không cần quan trọng họ cảm ơn hay không cảm ơn gì chứ. Tại những đức nghĩ rằng cái cảm ơn nó có nhiều cách. Có khi chúng ta cũng không có hiểu được sự cảm ơn của người ta dành cho mình như thế nào đâu. Nên hình thức cũng cảm ơn, mà thật chắc trong tâm cũng cảm ơn. Nhưng nhiều loại cảm ơn lắm. Chỉ cần cái người đó họ nghe mình giảng dạy, họ sống thật là tốt đi, họ sống họ làm những việc lợi ích cho người ta đi, như vậy là cảm ơn rồi à, nhiều thôi. Hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng là trong cái cuộc đời này có những cái mà người ta cũng gặp khó khăn. Thí dụ như người ta gặp khó khăn là người ta cũng biết mình mà trong cái thời cuộc đó nó khó khăn thì sao. Thí dụ như bây giờ mình bị cái gì hoặc là người ta nhào vô thì nó dính cả đám chết chùm hết, thì tự nhiên người ta không thể nào mà cảm ơn mà hiện ra mặt được, mà người ta phải tránh một chút để người ta còn gì một số người. Thì người ta nghĩ như vậy thì đó cũng là cảm ơn. Vì người ta là cảm ơn, thấy không? Chứ khỏi càng đặt vấn đề là bản thân mình gì hết trơn á. Vậy thì cuộc đời quý vị tự tại lắm quý vị. Những đức nghĩ rằng là cuộc đời chúng ta sống mà quý vị mà đứng trên dư luận quý vị an lạc lắm quý vị. Nhớ, đứng trên dư luận quý vị sẽ rất an lạc. Còn nếu như mà mình đứng dưới dư luận là quý vị rất nhiều phiền não lắm, giỡn đâu. Có nghĩa là mình đứng dưới dư luận là mình bị nó bao trùm mình, nhiều thứ phiền phức lắm. Còn đứng trên dư luận thì rất nhiều cái quý vị thoát ra hết trơn. Quý vị mới có sự an lạc tự tại. Quý vị coi ở thế giới cực lạc á, người ta vui là gì quý vị biết á. Như Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói ở thế giới cực lạc á, không có cái việc mà đường phố mà có bản hiệu, nghe không? Có bản hiệu là có tranh chấp, nghe không? Thấy không? Có bản hiệu là có tranh chấp. Quý vị thấy ở cái cõi này không? Chùa thì dụ như chùa Đại Tùng Lâm, chùa Hộ Pháp, rồi chùa tên này tên kia, nên có bản hiệu chùa, nên có tranh chấp. Ở thế giới cực lạc thì nó không có cái danh từ của cái ngôi chùa, tên chùa, mà là có nghĩa là con người sống trong một cái quốc độ. Một mình Đức Phật A-di-đà hóa độ, đi đến một cái pháp hội Phật A-di-đà để nghe pháp, thì bao nhiêu người ở cái quốc độ đó đến nghe cũng đều có chỗ ngồi và thấy rõ ràng Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Đó. Nên nó không có bản hiệu, nên nó không có tranh chấp quý vị. Thêm một cái nữa là nó không có khổ là vì chúng ta không có vợ chồng. Ở cái cõi này, ở cái cõi này mình khổ là do gì? Mình có vợ chồng đó quý vị. Quý vị ngồi suy nghĩ, phải là có vợ chồng là có khổ không? Hả? Quý vị nhớ nè, ở thế giới cực lạc, cái tình thương của người ở thế giới cực lạc nó không có tác dụng phụ. Tình thương mình ở đây có tác dụng phụ, vì để ý đi, có thương là có hận, đúng không? Ở đây mình thương hận mà, có thương là có hận. Thương nhiều hận nhiều, thương ít hận ít, không thương thì không hận. Rõ ràng chưa? Không thương lấy gì đâu hận. Vì không thương là không biết cái chân hận cái gì. Nhưng quý vị thấy rõ ràng trong cái cuộc đời này không? Có những Phật tử đi đến chùa, ban đầu quý ông thầy thấy ghê, nhưng sau này hẳn ông thầy, hẳn là hẳn không tưởng tượng được. Và có những người vợ chồng thôi, lúc cái đương thời mà thương với nhau á, chàng ô nó thương đừng có nói nữa. Hồi đó trên thành phố Như Đức có cái con nhỏ bạn này, nó có chồng, mà nó kể Như Đức nghe chồng nó thương nó đó quý vị. Có nghĩa là khi mà cưới về, tính ra nửa năm đầu nó thương, nó thương không tưởng tượng được. Quý vị coi á, là khi con nhỏ này ở trong nhà rộng nha, mỗi lần con nhỏ đi đi tắm là nó ẵm nhỏ đi tắm. Rồi tắm xong nó lau mình bậy cho nhỏ này, nó thương vợ mà nó thương không tưởng tượng được. Rồi mỗi lần ăn là bị ô.
mỗi lần ăn mà có khi mà quý vị biết rằng nó cắn miếng nó đưa cho ăn, rồi nó đút bằng miệng quý vị. Thương vậy đó, chắc chắn quý vị đây quý vị có mà. Có chồng thương mà cắn miếng cái lấy cái miệng cầm ngậm ngậm gì đưa cho ăn, chèn gồ ăn. Thấy chưa? Ừ. Rồi có khi nghe cục nước đá cắn ra, cái lấy cục nước đá từ trong miệng nhả vô miệng nè, chèn gồ, thấy ghê chưa? Có quý vị? Có, thấy chưa? Thấy không? Có không? Nhưng quý vị nhớ nghe, đến khi mà đã không thương và hận và đi đến cái chuyện chia tay, thì quý vị biết rằng đừng có nói là nhìn thấy mặt, nó nhìn thấy bóng thôi. Nó nhìn thấy cái bóng thôi nó cũng ghét. Chỉ cần nó nhìn thấy cái mặt người nào giống giống chồng nó thôi là nó ghét ké, ghét luôn. Còn chỉ cần ai thích cái người họ ghét thôi là họ ghét luôn, họ hẳn luôn người đó. Có quý vị? Có mà. Chưa? Nên cái thương ở thế gian này là có thương hẳn, nhưng ở thế giới cực lạc nó không có tình thương như thế gian, và nó cũng không có cái ghét của thế gian. Nó không có tình thương mà nó cũng không có cái ghét gì hết trơn. Như vậy thì cái người ở thế giới cực lạc người ta tình thương gì? Cái tình thương của người thế giới cực lạc là tâm cảm tâm, mà người ta biết rõ ràng con người đó đang nghĩ cái gì, cái gì, cái gì với nhau luôn. Và toàn bộ cái thương của họ là hoàn toàn thông định luật nhân quả hết luôn. Có nghĩa là ở thế giới cực lạc cái tình thương người ta hoàn toàn thông định luật nhân quả hết luôn. Quý vị nhớ, quý vị chỉ cần thông định luật nhân quả, quý vị sẽ không hận ai hết. Dù người đó có đối xử với vị như thế nào cũng không hận hết. Giống như những đứa kể cái câu chuyện mà cái vị này tu hành khi ông chứng quả, sắp sửa giảng sanh. Quý vị biết rằng là ông biết ngày đó có một vị tướng quân ghé ngang giết ông. Mà ông biết cái vị tướng quân này là cái nghiệp duyên ông đã từng sát sanh mà giết cái vị tướng quân này. Vậy đó thì cái ngày đó là ông ngồi ông đợi sẵn luôn. Ông mời đại chúng đến, rồi ông đợi sẵn luôn quý vị. Ông đợi cái vị tướng quân này đến để giết ông luôn. Nhưng mà trước khi giết, ông giảng bài pháp cho vị tướng quân này nghe. Rồi ông cứ giết đi, tôi vui vẻ tôi trả nợ luôn. Nên mới nói là người đại tu hành không mê trong nhân quả. Đó, nghĩa là họ gặp những cái quả báo họ không mê trong nhân quả quý vị. Còn mình mê nè, mình mê nè, mình mê là lúc mình thương đâu, mình thương trời ơi, mình thương lâm ly bi đát, mình thương đừng có nói nữa, mình thương như hơn con cá thác lát, mình thương kinh khủng thiệt. Nà, nhưng mà khi mình hạn mình cũng hạn kinh khủng luôn, phải có không? Rõ ràng mà. Cả bây giờ quý vị về đây mà gặp ông thầy, mà bây giờ lúc đương thờ gì quý vị quý thương, nhưng mà khi quý vị đã ghét những đức vị ghét kinh khủng lắm. Quý vị đừng có nói không có đâu thầy, không có đâu. Có, rồi bị chờ xem. Rồi trong số lượng đông này thế nào cũng có người ghét những đức à. Rồi bị sẽ nhớ lại, ô ông thầy ông nói trước rồi chàng. Ông nói rõ ràng hết trơn rồi lúc. Hồi lúc đó mình quý thương mà bây giờ ông nói, hồi đó là ông đã nói mình thế nào vì cũng ghét những đức. Thiệt bây giờ sao mình ghét. Chàng ô mình nhìn cái mặt ông thầy hô này sao mình ghét gì đâu mà. Ghét cay ghét đắng hồi xưa sao mà mình cũng ngưỡng mộ mình thích, sao mà bây giờ mình ghét dữ vậy chàng. Không lẽ bây giờ mình quýnh ông thầy này. Không có giỡn đâu quý vị ơi. Nên trong cái thương là thế nào cũng có cái ghét và có cái hận ở trong à. Thế nào cũng gặp. Cho quý vị biết thế nào cũng gặp. Nên nó nghe quý vị, mình bây giờ á, nó có cái nhân duyên đặc biệt giống như đi trên đoạn đường bằng. Chúng ta là đang cái duyên thuận duyên là chúng ta đang là thuận duyên nghe. Nhưng mà cái thuận duyên này nó đi, nếu như quý vị không thông nhân quả đó, là một ngày nào tới đoạn đường hư. Tại vì đoạn đường bằng thì phải có đường hư chứ. Cái đoạn đường bằng là giống như cái nhân thiện của chúng ta đã từng kết với nhau, nên bây giờ mình gặp nhau nó thiện nhớ lắm. Nhưng mà tới bắt đầu cái nhân ác là cái đoạn đường hư. Là nó tới cái nhân ác này, bắt đầu quý vị tự nhiên quý vị thấy bị ghét những đức à. Rồi những đức gặp quý vị, những đức ghét chèn, ô nó ghét cay ghét đắng. Không biết sao á, gặp mặt là ghét. Đó. Thì nó bồi dưỡng bây giờ nè quý vị có đi sâu vào nhân quả hay không? Nếu như quý vị đi sâu vào nhân quả thì đến lúc mà ghét đó quý vị, lúc đó tự nhiên chúng ta sẽ hiểu. Hiểu là gì?
thì ra là cái đoạn đường lúc trước nó bằng là do gì? Gieo nhân thiện, gieo cái nhân hòa hợp. Còn bây giờ đến lúc gieo cái nhân ác của đời kiếp trước rồi. Bây giờ đến lúc rồi nè. Bây giờ lúc này là lúc mình chuyển được hay không nè. Lúc này là lúc mình chuyển cái nghiệp được hay không. Nên Ấn Tổ nghe nói rằng học nhân quả còn quan trọng hơn luân lý đạo đức là như vậy. Đó, hai cái chữ nhân quả này thôi nghe quý vị, nhưng mà từ phàm phu tam đồ cho đến quả vị Phật phải tin đó. Phải tin 100% đó. Nó nên quý vị coi sẽ chờ xem một ngày nào nè, trong số lượng quý vị đang ngồi đây tự nhiên bị ghét những đức không tưởng tượng được. Ghét mà đến nỗi mà cái bóng cũng ghét. Gặp tới mấy tấm hình này quý vị dặm. Còn có nhiều bà mà bà hẳn rồi bà lấy dao bà chặt đầu. Ừ, nó hẳn đến mức gì đó quý vị coi á. Coi câu chuyện mà con nhỏ này nó thương thằng này, quý vị nó thương không tưởng tượng được. Mà khi nó hẳn thằng này, nó làm ra cái hình tượng của thằng này. Mỗi ngày nó cầm dao nó liền. Mỗi lần nó cầm phi tiêu nó liền. Nó liền. Mà nó cứ cầm dao nó gạch mặt quý vị, nó gạch mặt. Nó ghét đến mức như vậy đó quý vị. Ghê chưa? Mà lúc trước nó thương, cực kỳ thương. Bây giờ quý vị có phim, vì câu chuyện quý vị cũng thấy rõ ràng mà. Thì bây giờ đạo diễn người ta ngạo đời chứ gì. Từ cái chuyện đời có nên ta mới ra bộ phim, ra câu chuyện. Nên quý vị ngồi ở đây nghe, hoặc khắp nơi nơi mà nghe qua bài giảng này, nhớ nghe, phải tin nhân quả. Khi mà chúng ta đã đi đến cái lúc mà trên đoạn đường hư, thì lúc đó phải ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Nghe lời Đức Phật nói rằng, ta đến thế gian để giúp chúng sanh chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực. Đó, thấy không? À, mình muốn về cực lạc. Thì bây giờ bản thân mỗi người chúng ta nè, bây giờ chúng ta mà gặp cái sự trở ngại là chúng ta phải chuyển nghiệp lực trở thành nguyện lực nè. Phải tin sâu nhân quả chứ. Nếu đời này mình không quá giải, không lẽ đời đời kiếp kiếp chúng ta đụng nhau hoài sao quý vị? Phải quý vị? Đó. Bây giờ Nhân Đức nói quý vị nghe nghe. Bây giờ Nhân Đức ngồi chia sẻ Phật Pháp gì mà quý vị đưa cái hình Nhân Đức quý vị quơ lia liền gì nghe. Quý vị nhớ, quý vị làm bao nhiêu phần trăm của cái tâm thì sau này Nhân Đức sẽ trả lại cho quý vị bao nhiêu phần trăm. 100% quý vị luôn. Không bao giờ có cái chuyện bỗng không. Và quý vị tin có những người quý vị không, sẽ không bao giờ quý vị cầm quơ được. Vì sao? Vì Nhân Đức đã không từng quơ với quý vị. Mình ngại cái gì mình cầm mình quơ không có được. À, vì sao? Vì cái nhân quả nó y ren, không khác chút nào chứ. Nên mới nói là nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả là như vậy đó. Bây giờ quý vị coi mỗi một con người, người ta ngồi nghe Pháp có cái phong cách khác nhau của người ta. Thí dụ như trong đời kiếp nào những đứa cũng nghe quý vị giảng. Ví dụ những đứa nghe cô Hải giảng, những đứa hô hà lên quá trời luôn. Thì bây giờ cô Hải cô hô hà. Mà những đứa có lần những đứa nghe cô Thanh giảng, mà những đứa ngồi im gu gì trầm tĩnh nghe, thì những đứa sẽ ngồi trầm, cổ sẽ nghe những đứa ngồi trầm tĩnh. Có nghĩa là cái nhân quả khi gặp ở cõi này thì quý vị biết nhìn quả là biết nhân, nhìn nhân biết quả, nó không sai một chút nào hết trơn. Thí dụ như những đức chia sẻ Phật Pháp mà những đức chia sẻ Phật Pháp mà nhiều người ủng hộ nghe, là vì nhiều đời nhiều kiếp những đức đã phát tâm ủng hộ họ và còn động viên người ta ủng hộ, nên cái quả báo là bản thân những đức được người ta ủng hộ rất là mãnh liệt. Chứ nó không bao giờ bỗng không đâu quý vị. Không có cái gì mà bỗng không hết trơn. Không. À, nên mà mỗi lần mà ca sĩ đến chùa mình hát, quý vị thấy không? Như Quỳnh Giang nói một câu vậy nè, đi đến ngôi chùa này hát một lần 3 tháng vẫn còn năng lượng. Nó nói một câu là giống như bây giờ, một câu giống như hơi quá đáng đi, nhưng mà ca sĩ Quỳnh Giang nói rằng là hát ở chùa mình một lần mà 3 tháng vẫn còn năng lượng. Cái cảm giác gì đó chưa từng thấy. Mà cả Kim Tiểu Long cũng nói rằng chưa từng thấy, đi hát từ xưa tới bây giờ chưa từng thấy một cái sân khấu nào mà cái người mà nghe hát mà động viên và vui vẻ, hoan hỷ và năng lượng không tưởng tượng được. Họ nói rõ ràng luôn. Kinh khủng không? Mà người ta rất là hoan hỷ quý vị ơi. Người ta vui thì sao á.
Quý vị biết rằng nghe, Phật Đản á, là những đứa kêu là nói với Hoa hậu Kim Tho là 10 ca sĩ thôi. Vậy mà bây giờ người ta đăng ký 17 ca sĩ à. Mà người ta thích hát ở chùa mình, quý vị biết sao? Vì chính quý vị làm cho người ta cảm thấy, người ta đem lời ca tiếng hát mà người ta đưa đến nơi quá quá xứng đáng. Dù là không lấy tiền luôn, người ta hát không luôn, nhưng mà người ta cực kỳ hoan hỷ và người ta rất thích hát ở chùa của mình. Thấy không? Đó. Những đức nói thì giờ thí dụ như bây giờ tất cả bây giờ những vị Phật tử này mà chỉ cần một vị thầy nào đi đến đây giảng pháp mà ông mà giảng hoan hỷ, ông giảng vui nghe, ông giảng đúng cái tông tu của người ta nghe, thì quý vị ủng hộ nè quý vị coi. Người ta giảng một lần một thôi, ông càng giảng càng thích, ông càng giảng càng hứng, giảng vui, giảng thích, lạ kỳ. Thật sự đó quý vị, hưng khởi cái tâm, nghĩa là nó rất hưng khởi cái tâm để giảng pháp. Tại vì sao? Vì người ta háo hức, người ta vui quý vị. Giống như bây giờ quý vị đi đến nhà ai đi, quý vị đi đến nhà ai nghe, mà người ta nồng nhiệt, người ta tiếp đón quý vị, quý vị thích không? Thích mà. Thật sự mà nói, mình đi đến nhà ai nghe mà mình á, được người ta nồng nhiệt, người ta quý mến mình, người ta động viên, người ta cổ vũ mình, mình mừng lắm. Tại vì mình đến nơi đó người ta thích mình. Còn mình đi đến cái nơi mà người ta gặp mình mà cái mặt người ta gì nè, quý vị vui nổi không? Bây giờ mình đi đến nhà ai mà chủ nhà người ta ngồi góc đó, người ta im gu không ngó ngàng với mình, quý vị ở đó được không? Nên cái phòng đăng ký quan trọng. Khi người ta bước vô một cái là mình niềm nở liền, là mình bước ra mình xách giỏ vô phòng đăng ký liền. Tại vì sao? Vì người ta từ xa người ta đến, người ta đã mệt rồi, mà mình á, gặp người ta mình niềm nở chào hỏi người ta là trong lòng người ta tức khắc tan biến cái mệt liền, tan biến cái mệt liền. Đó là khéo tu duyên tu phước. Khéo tu duyên tu phước. Nhớ. Nên bữa nay thứ năm, ngày mai thứ sáu những đức sáng là chiên sườn, chuẩn bị cho thứ bảy chủ nhật. Thấy không? Thứ bảy chủ nhật đợt này sẽ đông. Thấy không? Đó. Nên tuần này chiên 50kg sườn. Chiên 50kg sườn chay mà còn kho thêm hai cái nồi đồ kho vĩ đại. Quý vị thấy hồi sáng quý vị ăn cơm á, là buổi sáng á, những đức nấu ăn xong là những đức ram cái sườn nó sẵn, ram sẵn nghe. Rồi tới giờ những đức chỉ mấy cô chiên đâu vào đó hết. Rồi á, buổi sáng là những đức với mấy cô lột chuối, ngồi lột chuối khi đang nấu ăn rảnh á, lột chuối xong những đức mới cắt chuối ra để chỉ mấy cô nấu nồi chè chuối, nghĩa là chuẩn bị. Quý vị thấy mà khi mà lên giảng pháp người ta ủng hộ nồng nhiệt là vì sao? Cái duyên mình kết với người ta vậy à. Có thật có vật được đạo quý vị. Bây giờ những đức hỏi quý vị, quý vị ở đây bây giờ bị cổ vũ gì, có bị miễn cưỡng không? Quý vị nhớ, mình mà miễn cưỡng là những đời kiếp sau những đức miễn cưỡng với quý vị đó, chứ làm sao? Cái nhân cái quả mà quý vị, ai bắt ép mình đâu. Thí dụ như mấy tấm hình này ai in, bà nào in nè, thì bà tặng quý vị. Phải chi những đức đi in mà đưa quý vị thì cái điều này nó kỳ cục. Tự nhiên hình mình mà tự mình in đi đưa quý vị, những đức chỉ có làm cái quạt để tặng quý vị thôi. Làm cái quạt, còn đây là những Phật tử người ta làm. Nhưng mà làm cái này vẫn là rất hay, rất là hay. Hiểu không? Nó làm cho những đứa cũng hưng khởi giảng pháp quý vị. Như bữa trước mà có cái cô kia, cô in mấy tấm hình to quá, những đứa nói thôi mấy tấm hình to đừng có ấy, to quá đưa lên nó che mấy bà phía sau, bà bực bội bà tức, sân si chứ không phải giỡn đâu. Nên á, có những Phật tử mà chưa có quen chùa mình hay các cụ đâu đó, lúc mà bình thường mà nghe giảng pháp đó mấy cụ cũng ít có náo nhiệt gì. Nhưng mà khi mà có Phật tử đồ mà người ta náo nhiệt đó,
mình tùy hỷ. Có cái bà cụ kia, cái cô Phật tử này bà ngồi kế bên bà, bà vỗ tay, bà la ô ô ô lên. Cái bà già ngồi kế bên cái bà già ngồi kế bên đó quý vị, bà già ngồi kế bên mới làm gì nè, bà kênh bà này, rồi xong bà quay lại bà nghe như đứng giảng, rồi xong cái bà này bà vỗ tay nữa thì cái bà ngồi kế bên mới làm gì nè. Cái bà Phật tử mới nói: thầy ơi, con mà không nghe thầy giảng á chắc con cũng không dám luôn. Nó nói thôi kệ đi, ai gieo nhân gì gặt quả báo nấy kệ, mình cứ quan hỷ chuyện của mình. Cái bà này bà vỗ tay bà ngồi kế bên làm nè. Bà kênh chút cái đầu. Bà làm gì nè quý vị? Bà nói lo nghe đi, vỗ tay la hoài, sân si đó quý vị. Nó nên cái cổ vũ nó cũng phải có một nhóm nha quý vị. Nó ngồi nó chung một nhóm, một tần số. Chứ lẻ loi một mình có khi cũng ngát lắm quý vị. Lẻ loi mình nó ngát lắm chứ không giỡn chơi đâu kìa quý vị. Đó, chứ không giỡn đâu. Quý vị mà vô mà quý vị cầm cái tấm này mà vô cái chỗ mà không ai cầm đi, mà thấy mặt ai cũng là nghiêm thôi quý vị để cái tấm này xuống. Im gu. Ông giáo. Chứ có mình quý vị bị quơ một chút coi chừng đó, hay không? Nhưng mà có một nhóm thì nó vui dữ lắm, tại vì nó cùng tần số quý vị. Nó bây giờ nên bây giờ nhắc các cụ, tất cả các cụ thôi kệ, thấy người ta vậy cũng vui, tại vì người ta nghe pháp mà người ta không có ngủ gục các cụ. Chứ ngoài ra mà im ngồi chút cái kiểu nó nóng này, nó nóng ác đạn lắm. Mà những đứa thấy bữa nay nó vui gì, nó ít nóng hơn mấy bữa trước đó quý vị ơi. Ừ, hiểu không? Nhưng mấy bữa trước mà im nó nóng lắm đó quý vị ơi. Đó, nên mong quý vị mỗi người nghe pháp đều háo hức, vui vẻ, an lạc. Để chi cái tâm của mình phải có sự an lạc, mà an lạc là mát mẻ đó quý vị ơi. Hiểu không? Đó, mình bây giờ mình chưa về cực lạc thôi, mình đã có sự an lạc này thì mình mới có cực lạc. Chứ bây giờ mà mình muốn về cực lạc mà mình đi đâu mình cũng mấy người vậy có giảng sanh không các cụ? Trời ơi, không phù hợp. Đức Phật A Di Đà ngày còn một danh hiệu là một vị Phật hoan hỷ, một vị Phật vui vẻ. Mà bây giờ mình niệm Phật mà mỗi ngày cái mặt mình mà cái gương mặt gì dễ thương cái cụ. Chàng ơi, quý vị đi đến đâu quý vị vui là ta là thấy ta thương quý vị rồi đó. Còn quý vị đông quý vị bước xuống mà. Quý vị nhớ nghe, cái gương mặt mà đi đâu cũng một đống hết trơn, là đi đến đâu là làm cho người ta chia rẽ hết á. Người ta đang ngồi chơi vui mà người ta gặp quý vị bước xuống cái là người ta đi mất tiêu, tản mát. Còn quý vị là người vui vẻ gần gũi, quý vị đi đến đâu là người ta tập trung lại ngay quý vị á. Không phải giỡn đâu. Thấy không? Nên mình á muốn về cực lạc thì mình phải mang tâm vui vẻ hoan hỷ. Thấy không? Thấy không? Còn quý vị trong cái hội chú này quý vị thấy vui không quý vị? Ai vui đưa tay lên coi. Vậy mà không vui nữa là thôi á. Đúng, rõ ràng đây là buổi sinh hoạt đại chúng thiệt đó quý vị. Sinh hoạt thiệt á, đúng không? Nó sinh hoạt thiệt á nghe. Ừ. Nó. Ồ, quá đẹp. Kìa phía sau khăn quơ dù dù. Nên quý vị biết rằng là đây là buổi sinh hoạt đại chúng ý nghĩa nè. Nên mỗi tuần mà các cụ mà trước giờ giảng là mấy bả đi tranh thủ qua liền.
Nếu mà bây giờ mà qua đây mà tuần nào cũng la, bà không có qua đâu quý vị ơi. Bà sợ chết mồ, bà không có vô đây đâu. Nó mấy anh em mà ngoài trước cổng chùa với bảo tháp với Đại Tùng Lâm hay chùa mới vậy đó, để ý chỗ này. Thí dụ như nếu mà chia sẻ Phật pháp ở Đạo Tràng Ba thì mấy anh em mà ngoài cổng chùa hay bảo tháp gì đó chạy qua đây mượn xe của Đạo Tràng Ba thì để mình chở các cụ. Nó nói cho mấy bà già nghe, đi bộ từ đây ra ngoài cổng chùa cũng không đơn giản quý vị ơi. Thấy bà đi cũng tội nghiệp ghê. Chở mấy cái bà mà yếu á, còn mấy bà phải vẽ để ra ngồi chơi đấy đi. Bây giờ từ từ, tại vì mình chở trước mấy bà yếu đi quý vị. Thì thấy không? Nên cái pháp môn tịnh độ này Phật A Di Đà, Ngài cứu độ mà Ngài đang mà cứu gấp nhất là một chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục. Nhớ. Tại vì chúng sanh này chuẩn bị đọa địa ngục rồi mà quay đầu niệm Phật, nên Phật A Di Đà tức khắc Ngài cứu người này liền, cứu gấp. Giống như chương trình khiếm thị, mình lựa người mù nào mù nhất mình cho tiền nhiều, thấy chưa? Còn bây giờ ở đây xe chở thì bà cụ nào nhóm nào yếu nhất chở gì trước nhất đó, tại vì yếu quá đi tội nghiệp hơn. Còn mấy bà còn khỏe thì đi từ từ đi, rồi mình quay đầu xe là mình rước sao, đúng quý vị? Quá phù hợp luôn đó. Nên á, hưởng thụ đặc biệt nhất là chỉ có thế giới cực lạc. Còn ở cõi này chúng ta rất may mắn là được như vậy là cũng thích lắm rồi đó quý vị. Được như vậy là cũng vui rồi đó. Chứ ngoài ra ở cõi này không có cái gì hưởng thụ lâu dài hết. Vì sao? Trong tất cả cái vô lượng thì chỉ có vô lượng thọ là quan trọng nhất. Mà mình ở cõi này mình không có vô lượng thọ, sao hưởng đây? Bây giờ quý vị có học cao hiểu rộng cỡ nào, vì sống được bao lâu đâu. Có cái ông này ông làm kỹ sư, mà ông chế tạo ra một cái cỗ máy. Mà cỗ máy này là cỗ máy giết heo. Khi ông chế tạo cỗ máy giết heo này xong đó quý vị, thì bắt đầu là khai trương cái cỗ máy này, mời rất nhiều người đến. Giống như thế gian mà ta mừng cho ông kỹ sư này, ông chế tạo ra một cỗ máy giết heo. Con heo lúc đó người ta giết là người ta phải đâm, rồi người ta cạo lông, rồi người ta làm từng bộ phận lâu lắm. Vậy mà ông chế tạo ra cỗ máy này đó quý vị, là bỏ con heo vào thôi, bấm nút phát thôi, chừng khoảng mấy phút thôi là con heo hoàn toàn vị trí nào nó ra hết vị trí nấy luôn. Thịt ra thịt, xương ra thương, xương bộ đồ lòng ra bộ đồ lòng, cái gì ra cái nấy, lông ra lông, sạch hết hoàn toàn. Cái cỗ máy của ông chế tạo ra đặc biệt gì đó, ông kỹ sư này. Thì cái ngày đó quý vị biết rằng là khai trương á, thì bắt đầu ông là người bấm máy đầu tiên. Quý vị biết ghê chưa? Cái tâm mà suy nghĩ ra một cái loại mà sát sanh kinh thiệt. Cuối cùng ông vừa bấm nút một cái, không biết làm sao, cái lực hút của nghiệp quả quý vị, cái lực hút của định lực nhân quả, nó hút ông vô cái cỗ máy. Bao nhiêu người kinh ngạc không tưởng tượng được, mà chạy đến gã cầu dao không kịp vì thời gian nó quá nhanh. Quất một phát một ông lọt vô cái máy. Trong vòng thời gian nhanh nhất, đầu ra đầu, xương ra xương, thịt ra thịt, mỏi mặt nó tự ra, y rang như ông đã chế tạo một cỗ máy. Thành công hoàn toàn dành cho ông đầu tiên. Ghê chưa? Nên cho quý vị biết rằng mình nếu như mà không nghe đạo, không tin sâu nhân quả, dù chúng ta có học cao hiểu rộng, nhưng chúng ta sẽ suy nghĩ ra những loại hại người, loại sát sanh. Nên thí dụ như thế giới mà có những người mà suy nghĩ ra những loại bom để hủy diệt loài người, thì quý vị nghĩ cái quả báo này không đơn giản chút nào. Thật sự mà nói đó. Nên chúng ta rất là mừng mình là những người Phật tử biết ăn chay niệm Phật, và niệm Phật muốn sanh cực lạc. Quý vị ô, đây là cái việc mình quá mừng rồi quý vị à. Hiểu không? Quá mừng rồi. Chứ nếu như bây giờ mà những đức mà đi làm nghề đồ tể,
mà gặp cái mặt này nữa. Mỗi ngày mà bước vô mà đè con heo xuống đâm Uy nghĩ cái mặt này sao hả quý vị? Chàng ô. Thì coi nó đã hô cái mặt thấy ghê rồi, mà bây giờ nó đâm heo mỗi ngày, nó áp vô cái nghiệp quả vô con mắt mình, vào vào cái tâm thức mình, thì quý vị biết cái mặt nó hiện cỡ nào chưa? Hồi xưa dưới quê, bây giờ những đứa học Phật thì đứa mới nhớ, kế nhà những đứa có cái ông đó, ông chuyên gia đập đầu bò, mà ngày xưa chưa có chích điện nha quý vị, là người ta giết bò là có một cái cây, xong người ta xiết con bò vào cái cây, người ta gít cái đầu nó vô, người ta buộc xiết mạnh vô, và người ta còn cái búa đó quý vị, cầm cái búa gì nữa nè, bung, con bò nó kêu, bung, bung, ghê vậy không? Đập đầu bò quý vị, hồi xưa bò giết là đập đầu không đó quý vị. Ừ, còn chó đồ này kia là nhặn nước, nhặn nước, mèo đồ nhặn nước ta giết vậy đó. Heo thì tập trung 7-8 người buộc dây tập trung lại, mai mài cái mát quý vị, cái mát thiệt là nhọn mài nè, trước khi giết con heo là người ta mài ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt, ta mài cho thiệt là bé. Nó mài cho thiệt là bé, người ta lợn nha quý vị. Ta để ngay chỗ này nè, ta lại nè. Con heo cứ đâm 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 vô. Quý vị biết rằng là nó phun huyết ra quý vị. Máu ọc chảy ra. Vì thấy không? Mình ăn chay là quý vị biết cái tâm mình nó thiện cỡ nào chứ. Nếu như mà bao nhiêu con người này mà ăn mặn thì ngày hôm nay bao nhiêu con heo chết vì những cái miệng này. Phải không quý vị? Thí dụ như hồi sáng cộng tu đó thôi, có số lượng không đông như chủ nhật, nhưng mà nếu những người đó toàn ăn mặn không thì hồi sáng này không biết giết bao nhiêu con heo con bò để mà đãi cho mấy cái bà này mấy bà. Không quý vị ơi, thật sự mấy ông đàn ông mà có vợ ăn chay chừa nữa nghe mấy ông, là những đức nói mấy ông có phước lắm. Tại vì tại vì sao? Vợ với ông ăn chay trường thì nó hiền, mà đàn bà nó ăn chay trường nó cũng sạch sẽ hơn ăn thịt nữa, 100% mới bị luôn. Tại vì chính bản thân những đức nè, bản thân những đức ngày xưa nhậu nhẹt và ăn thịt á, mồ hôi nó hôi kinh lắm quý vị ơi, nó hôi mà nó hôi nách không tưởng tượng được. Ừ, mà sức thuốc gì nó cũng chịu không được chứ quý vị ơi. Mình là nói không phải nổ quá nghe quý vị, những đứa nói không phải nổ quá chứ những đứa hồi xưa hôi nách số 1. Ồ, ăn mặn nhậu chèn ô quý vị ơi, nó hôi mà khét nghẹt kìa. Mà mỗi lần mà ngồi gần ai đó, người ta bưng tô hủ tiếu người ta đang ăn mà ngồi gần người ta là tự nhiên người ta đưa tô hủ tiếu cho mình ăn. Tại vì sao mày biết không? Nó quá hôi khét. Cuối cùng người ta ăn hủ tiếu không nổi, người ta đưa mình ăn. Quý vị biết cà phê nó thơm cỡ nào chưa? Vậy mà ngồi găng găng những đức là người ta không uống cà phê được, tại vì bị cái mùi hôi nách nó bao trùm cà phê. Thì biết những đức hôi nách cỡ nào chưa? Chưa. Quá hôi luôn. Như vậy đó mà bây giờ ăn chay niệm Phật nghe quý vị, từ từ tối đa cái chuyện không còn hôi nách bao nhiêu. Mình nói vậy đi chứ ai mà không hôi, nó nói mồ hôi làm gì không hôi, nhưng mà giảm tối đa không phải như ngày xưa. Thì những đức tin chắc 100% mấy ông đàn ông mà có vợ ăn chay niệm Phật đó nghe, là mấy ông có phước lắm, vì ăn chay niệm Phật cỡ nào nó vẫn sạch hơn là ăn mặn. Sạch hơn 100% quý vị luôn. Nè, ngày xưa những đức ăn thịt nè, nhậu nè, quý vị biết nhiều bữa một cái lẩu gì nè quý vị, trong đó xương nè cái này kia, là nhậu một chút là thằng nào cũng lấy cái tay thọt vô quý vị, mò 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 xương quý vị, mò chụp được con xương cắn cái để vô một chút, nhậu xỉn một chút là mấy con xương nó liền ra cũng lụm lại cắn lại nó quý vị. Mà thêm cái nữa quý vị thấy không, ngày xưa mình ăn mặn cắn xương á là mình nút mấy cái mà ở trong cái tỉ ấy về trong cái xương á đó, bị thấy nút chung 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 à, làm như thế thấy kinh không đó.
Bây giờ quý vị thấy mình ăn chay nó rất nhẹ nhàng nha quý vị. Có bao giờ mà mình ăn vậy đâu. Mình ăn chay đàng hoàng chứ nó không có ăn như ăn thịt nghe. Đó thì quý vị biết rằng ăn chay nó rất sạch sẽ, và nó dưỡng cái lòng từ, nó dưỡng cái tâm thiện. Nên ai mà trong gia đình mà có vợ có chồng mà ăn chay trường, có con mà ăn chay trường, là những đức nói cái gia đình quý vị là cái gia đình đại phước báo. Gia đình đại phước báo 100% luôn. Đó, mà từ từ cái tâm nó hiền lại vị ơi. Hiền lại và vui. Mà người phụ nữ ăn chay từ từ họ đẹp ra nghe. Nên mấy ông đàn ông hãy khích lệ vợ ăn chay á. Tại vì vợ mình ăn chay nó càng ăn chay nó càng đẹp. À, tâm nó dịu xuống. Với người phụ nữ mà ăn chay á, tính khí người phụ nữ nó cũng có nóng giận sân si nhiều. Mà cái người phụ nữ mà ăn chay trường á, mỗi tháng kinh nguyệt nó cũng không phải như ăn mặn. Thật sự luôn, vì sao? Cái tâm nó dịu xuống, nó nhẹ nhàng. Nên từ nơi đó nó không đến nỗi bài tiết như cái tâm sân hận. Nên quý vị nhớ là người phụ nữ dưỡng nhan sắc hay nhất là quý vị đừng có quá sân si. Khi bị ghen và sân si, đây là vì hại cái nhan sắc quý vị. Hại nhan sắc. Nghe chưa? Đó. Tại sao thế giới cực lạc mà người ta đẹp dữ vậy? Vì người ta đâu có sân si. Còn mình ở đây vì sao mà mình nói mụn tùm lum? Sân si quý vị. Ờ, những đức nói quý vị biết mụn là gì? Là quả khí. Nó quả nổi lên nóng giận á. Nó làm cho mình nổi mụn ra. Rồi môi miệng lở. Nóng quá quý vị. Nó nên quý vị ở cõi này vì dễ săn hạn là vì tự hại mình. Nó nên mình muốn về cực lạc, mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc đi, giảm tối đa lỡ mình tức cái gì nghe vì anh Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Mình tức cái gì anh Nam Mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Đó. Làm được vậy là cũng đỡ lắm đó quý vị ơi. Chúc bị an lạc vậy ơi. Chúng ta cười lên cái coi. Chúc quý vị an lạc và quyết tâm niệm Phật để cuối đời chúng ta về cực lạc gặp nhau vậy ơi. Chúc vị an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi. Rồi, chúc vị tối nay ngủ ngon nha.